Xin chào tất cả các nha sĩ, tôi là Diệu Linh, là phát thanh viên của chương trình Radio for Dental. Radio for Dental là nơi cung cấp những thông tin hữu ích về kiến thức nha khoa cho tất cả các nha sĩ tại Việt Nam. Sửa soạn răng cho mão toàn diện, một nghệ thuật dựa trên những nguyên tắc khoa học. 6. Hình dạng và chiều sâu của đường hoàn tất. Phục hồi kim loại toàn diện thường dùng trong đường hoàn tất bờ cong cho những mão kim loại toàn diện. Không có nghiên cứu khoa học nào tuyên bố rằng đường hoàn tất bờ cong tốt hơn những kiểu đường hoàn tất khác. Tuy nhiên, chúng được dùng cho mão kim loại toàn diện vì dễ thực hiện với mũi kim cương trụ thuôn đầu tròn, dễ thấy và phân biệt được trên cùi răng, dấu và đai cùi răng. Bờ cong cũng cho phép phục hình đủ dày để cứng chắc và tạo được dạng vòng quanh bình thường ở vùng cạnh mão. Vì thế, đường hoàn tất bờ cong rất thích hợp cho những mão kim loại. Bề dày kim loại tối thiểu để có sự bền vững và khoảng trống tối thiểu cần có để tạo được một sự nhô sinh lý của bờ phục hồi đã xác định bề dày của bờ cong. Các tác giả đã khuyên bề dày này là khoảng từ 0,3 đến 0,5mm. Những khuyến cáo này dựa trên kinh nghiệm thực hiện các mão kim loại ở trong labo. Để thử nghiệm giá trị của những nguyên tắc dựa trên kinh nghiệm này, người ta đo kích thước ngoài trong của 67 mẫu sáp do 57 sinh viên và 10 kỹ thuật viên nha khoa thực hiện trên đai cùi răng với đường hoàn tất bờ xuôi hoặc bờ cong dày 0,3mm. So sánh kích thước của mẫu sáp với kích thước của răng chưa mài, khi dùng đường hoàn tất bờ cong dày 0,3mm, kích thước trung bình ngoài trong của mẫu gần bằng với răng chưa mài. Đường hoàn tất bờ xuôi cho những mẫu sáp lớn hơn răng chưa mài trung bình 0,6mm. Vì thế, người ta khuyên nên làm đường hoàn tất bờ cong có bề dày tối thiểu khoảng 0,3mm cho những mão kim loại toàn diện. Phục hồi sứ, kim loại. Các loại đường hoàn tất sau đây từ xưa đã được dùng cho mão sứ, kim loại: bờ cong vát, bờ vai và bờ vai vát. Hai bài nghiên cứu ban đầu cho biết khi sứ được nướng trên sườn kim loại, bờ kim loại sẽ bị biến dạng nhiều khi dùng đường hoàn tất bờ cong. Mặc dù những khái niệm về biến dạng có ý nghĩa về mặt thống kê, ảnh hưởng lâm sàng có thể phải xét lại vì lượng biến dạng chỉ ít hơn 50 micromet. Hơn nữa, các nghiên cứu sau đó đã không chứng tỏ được sự có ý nghĩa thống kê. Hamaguchi và cộng sự đã ghi nhận không có sự khác biệt có ý nghĩa trong sự biến dạng bờ kim loại do nướng sứ khi họ so sánh những đường hoàn tất bờ vai vát, bờ cong và bờ cong vát. Tương tự, Belser và cộng sự so sánh sự khít sát của cạnh mão với bờ vai vát bằng kim loại, bờ vai kim loại và bờ vai sứ trước và sau khi gắn xi măng. Họ thấy không có sự khác biệt ý nghĩa giữa các đường hoàn tất trước hay sau khi gắn xi măng. Bain đã phối hợp dữ liệu liên quan đến hiệu quả của việc gắn xi măng và khẳng định rằng dạng đường hoàn tất không ảnh hưởng đến sự khít sát của mão đã được gắn xi măng. Dựa trên những nghiên cứu đã được bàn luận trước đây, có thể kết luận rằng việc chọn đường hoàn tất do mão sứ kim loại không nên dựa vào sự khít sát bờ phục hồi mà dựa vào sở thích cá nhân, thẩm mỹ, sự dễ thực hiện và loại mão sứ kim loại được thực hiện, loại có hay không có vành kim loại ở cổ răng. Bề dày đường hoàn tất cho mão sứ kim loại dựa trên bề dày tối thiểu của vật liệu để có sự bền vững và thẩm mỹ, cũng như khoảng tối thiểu cần có để cho một sự nhô sinh lý của bờ phục hồi. Các tác giả thường khuyến cáo bề dày này là từ 1 đến 1,5mm cho vùng có phủ sứ của mão sứ kim loại. Nhiều nghiên cứu cho biết tối thiểu cần phải có lớp sứ trong mờ dày 1mm, không gồm kim loại và opac, để tái lập được màu sắc của bảng so sánh. Theo nghiên cứu này, cần phải mài răng nhiều hơn 1mm. Một nghiên cứu khác xác định bề dày của lớp sứ trong mờ phải ở khoảng 1,4 đến hơn 2mm để có màu giống như đã so. Có những khuyến cáo khác nhau về bề dày của mô răng được mài. Một nghiên cứu do 3 nha sĩ thực hiện về bề dày đường hoàn tất được sửa soạn trên 24 răng khô đã ghi nhận được bề dày trung bình của bờ vai là 0,75mm, chênh lệch là 0,17mm. Hơn nữa, một nghiên cứu đo 34 đai cùi răng do sinh viên giao cho labo để thực hiện mão sứ kim loại, vì ta ghi nhận bề dày trung bình của đường hoàn tất là 0,9mm trong phạm vi là từ 0,5 đến 1,8mm. Những dữ liệu này cho thấy bề dày đường hoàn tất lớn hơn 1mm thường không được thực hiện. Mặc dù bề dày đường hoàn tất cho mão sứ kim loại được khuyến cáo là 1mm hay hơn, bề dày tối ưu thường đạt được trên lâm sàng thì chưa được xác định. Mão toàn sứ. Sự bền của mão toàn sứ đã được nghiên cứu trong mối liên quan với đường hoàn tất.
Freelander Doyle cùng các cộng sự của mình đã đo lường sự bền của những mão toàn sứ được thực hiện do răng cối nhỏ hàm trên với đường hoàn tất bờ cong và bờ vai có góc nhọn ở giữa vách trục và vách nhíu và đường hoàn tất bờ vai có góc tròn. Dữ liệu labo với những mão được gắn xi măng trên đai kim loại chứng tỏ rằng những mão có đường hoàn tất bờ cong yếu hơn đáng kể. Điều này cổ vũ cho một nghiên cứu tương tự trong labo của Sjordren và Berman. Tuy nhiên, trong những nghiên cứu labo hay trong một đánh giá hồi cứu dọc, những mão toàn sứ khi được soi mòn bên trong và gắn bằng xi măng resin thì không bị giảm độ bền đáng kể. Cho nên, đường hoàn tất bờ vai được khuyến cáo cho những mão toàn sứ không được soi mòn và dán vào răng. Đối với mão toàn sứ được dán vào răng, có thể chọn đường hoàn tất bờ vai hoặc bờ cong. Bề dày đường hoàn tất được khuyến cáo là từ 0,5 đến 1mm. Người ta xác định rằng đối với hệ thống sứ bán trong mờ có bề dày trên 1mm không làm màu sắc cải thiện hơn. Tuy nhiên, đối với hệ thống sứ cản quang hơn, phải tăng bề dày sứ lên hơn 1mm để có được màu giống với bảng so. Như vậy, không có ích khi tăng bề dày của mã toàn sứ lên hơn 1mm khi dùng vật liệu toàn sứ bán trong mờ. Để nghe lại các số radio, hãy truy cập fanpage Radio for Dental. Chương trình được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Anh và Em.